thế nào để cho lành sạch và đủ chất? Thuận rất vui vì hiện nay ngày càng có nhiều người lựa chọn cách ăn lành sống sạch, biết chủ động chăm sóc sức khỏe bằng cách lựa chọn ăn những thực phẩm tốt nhất cho cơ thể như các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và hạn chế nạp các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe như là thịt động vật chẳng hạn. Đó là một lựa chọn đáng mừng, có thể nói nó quyết định tới 80% sức khỏe của bạn đó. Tuy nhiên dù đã có nhiều người ý thức như vậy, điều kiện vật chất cũng ngày càng khá hơn, thế mà số người mắc các bệnh hiểm nghèo và khó chữa như bệnh ca này, tiểu đường mỡ máu này, tim mạch này thì hầu như chỉ có tăng không có giảm. Tại sao lại thế? Là bởi vì việc nhận ra tầm quan trọng của bữa ăn đối với chất lượng sức khỏe là một chuyện, còn ăn gì, ăn như thế nào, chọn lựa ra sao để có những bữa ăn thực sự lành sạch, bảo vệ sức khỏe thì lại là chuyện khác. Hiện nay nguồn nước này, không khí của chúng ta đều bị ô nhiễm, thực phẩm nguồn gốc thực vật bán đầy ngoài chợ đấy, nhưng thật sự không biết thứ nào không chứa hóa chất độc hại hoặc lành sạch để mà chọn ăn. Ác nhất là không ai có thể nhịn ăn được, nên kết cục là biết không tốt vẫn đành chọn ăn vậy. Quả là đáng tiếc đúng không bạn? Vì đã từng là bệnh nhân ca nên Thuận rất muốn có được bữa ăn an toàn lành sạch nhất, nhưng vẫn đảm bảo đủ chất để bảo vệ và phục hồi hệ miễn dịch tự nhiên của mình. Bởi vì mình không muốn bệnh cũ tái phát, và Thuận cũng muốn tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang bị bệnh ca, có được bữa ăn lành sạch tự nhiên, không hóa chất và đầy đủ cân bằng về dinh dưỡng, đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh không phải đến gặp bác sĩ nữa. Cho nên với rất nhiều tâm huyết dành cho tất cả những ai đang chăn trở về điều này, Thuận đã cho ra đời sản phẩm dinh dưỡng tối ưu Fucoidan này. Nó sẽ giúp bạn có một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt nhất từ thực vật, cùng với hơn 22 loại vitamin khoáng chất đảm bảo cung cấp đúng những thứ mà cơ thể bạn cần để khỏe mạnh và giúp bạn khôi phục hệ miễn dịch. Hơn thế, nó còn có những tinh chất thảo dược tuyệt vời từ Fucoidan này, đông trùng hạ thảo này, nghệ curcumin này, cùng với beta glucan để ngăn ngừa ức chế sự phát triển của tế bào lạ như là ung thư và u bướu. Hàm lượng đạm và canxi cũng rất cao để ngăn ngừa và giúp bạn giảm đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Bữa ăn này tiện dụng và siêu tiết kiệm thời gian cho bạn. Chỉ với chưa đầy 2 phút là bạn đã có một ly dinh dưỡng thơm ngon, dùng thay thế cho một bữa ăn rất an toàn, lành sạch nhưng vẫn đủ chất. Hàng ngàn người đã đón nhận nó và sử dụng nó như một giải pháp dinh dưỡng bảo vệ sự an toàn cho sức khỏe cả gia đình. Nếu bạn đang lo lắng tìm kiếm bữa ăn lành sạch và đủ chất thì hãy nhắn tin cho Thuận hoặc để lại bình luận dưới video này nhé. Thuận rất vui khi được đồng hành cùng bạn trên con đường tìm lại sức khỏe và niềm vui cuộc sống. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.